Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 2 nhằm ngày 23 tháng Chạp âm lịch, theo phong tục truyền thống là ngày Tết Ông Táo. Những vị thần cai quản đất đai, nhà cửa, bếp núc quyết định sự may rủi phúc họa của gia đình. Thế nên nhiều gia đình tranh thủ đi chợ từ sớm để mua sắm lễ vật, làm mâm cỗ tiễn ông Táo về trời. Thị trường phục vụ Tết Ông Táo ngày hôm nay thế nào? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Phục vụ cho ngày cúng ông Công ông Táo, các mặt hàng hoa, trái cây, chè, xôi và bánh mứt được tiểu thương bày bán khá đa dạng. Ghi nhận tại các chợ trên địa bàn thành phố Bà Rịa, giá các mặt hàng ổn định so với ngày thường. Nhà vườn mang bông ra năm nay bông thì mấy ngày trước thì cũng là chậm, nhưng bữa nay thì thấy cũng bán được. Em thường thường là em bán là chè trôi nước, cơm rượu, trôi nước giống như là một năm giống như cho mọi sự nó trôi chảy. Rồi điều may mắn nó đến với mọi người. Tại Côn Đảo, từ sáng sớm người dân cũng tập trung về chợ mua sắm vật phẩm cúng lễ. Trong số này, cá chép được lựa chọn nhiều nhất, bởi theo quan niệm dân gian, cá chép chính là phương tiện đưa ông Công ông Táo về trời, báo cáo những việc trong gia đình một năm vừa qua. Trong các loại cá chép thì cá chép đỏ được người dân ưu tiên chọn mua vì đây là biểu tượng của sự may mắn, vượt khó vươn lên thành công, thịnh vượng. Tới ngày ông Táo em cũng có bán cá chép giống như phục vụ theo nhu cầu của người dân Côn Đảo á chị. Là năm có một lần nên là cứ lựa cá to to em bán cho nó khỏe cho người, cho dân mình thả cho nó an tâm á chị. Cá này mình chuẩn bị lâu chưa chị? Dạ cá này em chuẩn bị gần tháng rồi đó chị. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng với người dân Việt, lễ vật cúng tế trong ngày tiễn ông Táo về trời vẫn phải đầy đủ để thể hiện tấm lòng thành, vừa cầu mong một năm bình an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngày nay là ngày đưa ông Táo, đưa ông bà thì cầu may cho ông bà là hộ độ mình khỏe mạnh thôi. Hôm nay là ngày cúng ông Táo để đưa rước ông bà. Như mình cầu mong được bình an vậy thôi. Dạ, em mua cá chép về đưa ông Táo về trời cho gia đình em được hạnh mạnh khỏe với lại bình an. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn nên sức mua vật phẩm cúng ông Táo năm nay giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, không khí ngày cúng ông Táo vẫn lan tỏa, chan hòa cùng với lời ước nguyện một năm mới sắp đến sẽ luôn bình an, hạnh phúc.